Cái gì? Cũng không còn đá hết hả? Đá còn mày làm thêm dĩa hả? Bia đó. Cương. Ấy đó nó bị nhạy cảm quá con. Rồi bây giờ không làm đâu kịp đâu. Tưởng đâu có mấy cái tấm nó bị nhạy nó không có xuống á. Đó không có được nhạy. Rửa ra tao đi. Rồi. Nó được rồi, đừng có cắt nó. Để như này. Đó đi.